Xin chào bà con nhé. Vâng, em Hồng Phúc xin giới thiệu cho bà con, đó là một chiếc xe lân tự chế chuyên dụng cho anh em lân chậu cảnh này, lân loa đài, dễ dàng vận chuyển nhé. Vâng, xe thì có rất nhiều hình thức này, sử dụng tời quay tay này, hoặc là tời điện ắc quy 12V hoặc là tời điện 220V nhé, dễ dàng di chuyển này. Hai bánh trước cố định, hai bánh sau dẫn động này. Vâng, hàng lên xuống rất nhẹ nhàng, nhịp nhàng nhé. Càng thì bên em đang làm là mua ra là 80 phân này. Đấy, bà con có thể nhấc ra nhấc vào tùy theo ý nhé. Đấy, rất dễ dàng nhé. Lân được 3 tạ nhé. Cao lân của xe là được 1m4. Vâng, dễ dàng lân hạ đồ, vật dụng để hỗ trợ bà con giảm sức lao động nhé. Rất dễ dàng di chuyển này. Đấy, bà con chỉ cần sử dụng một tay này, quay. Đấy, dễ dàng di chuyển nhé. Đây, em sẽ test cho bà con xem. Vâng. Đây, khả năng lên. Sử dụng côn to nhé, lên dây rất nhanh. Đó. Rồi, lên tối đa được 1m4 nhé. Rất dễ dàng. Vâng, dễ dàng di chuyển. Sử dụng tời tự hãm cho nên khi bà con dừng tay này, chiếc xe sẽ tự động hãm nhé, kể cả có vật nặng nhé. Vâng. Đấy, khi xuống này, đấy, bà con này, dừng này sẽ tự nghiêm này. Ngoài ra bà con có thể là đặt theo yêu cầu lấy tời ắc quy nhé, thì sẽ không phải sử dụng quay tay nữa mà sẽ sử dụng điện ắc quy 12V. Đó. Nó chỉ hết có 1 phút quay tay thôi. Sản phẩm với tời quay tay thì bên em đang bán giá công khai là 4 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nhé. Vâng. Bảo hành 1 năm cho quý anh chị, quý bà con. Tời điện thì bên em cả ắc quy sẽ là 5.500.000. Vâng. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về xe lân tự chế này, xe lân lân chậu cảnh này, xe lân hoa đài hoặc là lân xi măng, các vật liệu nặng cần hỗ trợ về giảm sức lao động của con người thì liên hệ đến em Hồng Phúc nhé. Vâng. Giá sập sàn luôn. Xin cảm ơn bà con.